Mến chào các em học sinh lớp 9, thầy tên Trần Minh Tuyết, là giáo viên bộ môn hóa học. Hiện thầy đang công tác tại trường trung học cơ sở Phước Đông, huyện Cần Đước. Thầy rất vui khi được đồng hành với các em trong chương trình hôm nay. Các em thân mến, các em đã biết hợp chất hữu cơ gồm hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon. Vậy hydrocarbon có cấu tạo phân tử như thế nào? Có những tính chất gì? Các hydrocarbon ứng dụng và được điều chế ra sao? Thầy và các em cùng tìm hiểu chủ đề hydrocarbon nhiên liệu. Nội dung chủ đề gồm 4 phần. Phần A, chúng ta sẽ tìm hiểu về hydrocarbon. Phần B, chúng ta sẽ tìm hiểu về dầu mỏ và khí thiên nhiên. Phần C, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhiên liệu. Và phần D chính là phần bài tập vận dụng các kiến thức đã học trong chủ đề. Nào, thầy và các em cùng tìm hiểu về hydrocarbon. Các em thân mến, chúng ta tìm hiểu về các hydrocarbon. Đó là metan có công thức phân tử là CH4, phân tử khối là 16. Ethylene có công thức phân tử là CH4 và phân tử khối là 28. Acetylene có công thức phân tử là CH2 và phân tử khối là 26. Các hydrocarbon có trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý như thế nào? Thầy và các em cùng tìm hiểu phần 1. Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý. Metan, ethylene, acetylene là các chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí. Trong tự nhiên, khí metan có trong khí thiên nhiên, có trong khí mỏ dầu, có trong khí mỏ than. Ngoài ra, khí metan còn có trong khí biogas, có trong khí bồn ao. Các hydrocarbon có cấu tạo phân tử như thế nào? Thầy và các em cùng tìm hiểu phần 2, cấu tạo phân tử. Các em đã biết, metan có công thức phân tử là CH4, ethylene có công thức phân tử là C2H4, acetylene có công thức phân tử là CH2. Đây là công thức cấu tạo của metan và công thức cấu tạo dạng viết gọn. Quan sát công thức cấu tạo của metan, chúng ta thấy được giữa nguyên tử carbon và nguyên tử hydro có một liên kết được gọi là liên kết đơn. Trong phân tử metan có 4 liên kết đơn. Đây là công thức cấu tạo của ethylene và công thức cấu tạo dạng viết gọn. Quan sát công thức cấu tạo của ethylene, chúng ta thấy được giữa hai nguyên tử carbon có 2 liên kết. Liên kết như vậy được gọi là liên kết đôi. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong phản ứng hóa học. Đây là công thức cấu tạo của acetylene và công thức cấu tạo dạng viết gọn. Quan sát công thức cấu tạo của acetylene, chúng ta thấy được giữa hai nguyên tử carbon có 3 liên kết được gọi là liên kết 3. Trong liên kết 3 có 2 liên kết kém bền dễ bị đứt ra lần lượt trong phản ứng hóa học. Với cấu tạo phân tử như vậy, các hydrocarbon có những tính chất hóa học nào? Thầy và các em cùng tìm hiểu sang phần 3, tính chất hóa học. Các em thân mến, các em đã biết các hợp chất hữu cơ đều rất dễ cháy. Các hydrocarbon cũng vậy, chúng ta tìm hiểu về phản ứng cháy. Khi đốt cháy các hydrocarbon, sản phẩm thu được là khí carbon dioxide và hơi nước. Các phản ứng này tỏa nhiệt mạnh. Ví dụ, như khi chúng ta đốt cháy khí metan, ta sẽ thu được khí carbon dioxide và hơi nước. Và phản ứng này tỏa nhiệt rất mạnh, được dùng làm nhiên liệu. Các em hãy tự viết phương trình cháy của khí ethylene, khí acetylene. Thầy giới thiệu với các em đây là đèn xì oxy acetylene dùng để hàn cắt kim loại.
Do phản ứng này tỏa nhiệt rất là mạnh. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu tính chất hóa học tiếp theo, đó là phản ứng thế. Các hydrocarbon có cấu tạo phân tử như thế nào sẽ tham gia phản ứng thế? Các em hãy quan sát thí nghiệm sau. Đây là thí nghiệm giữa metan với khí clo. Ban đầu chúng ta có hỗn hợp khí metan và khí clo có màu vàng nhạt. Chúng ta sẽ để hỗn hợp ngoài ánh sáng một thời gian. Các em hãy quan sát hiện tượng. Khi để hỗn hợp khí metan và khí clo ngoài ánh sáng một thời gian, màu vàng nhạt của khí clo sẽ mất đi, chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra giữa khí metan và khí clo. Vậy sản phẩm tạo thành là gì? Chúng ta tiếp tục quan sát thí nghiệm. Tiến hành cho nước vào sản phẩm thu được. Sau đó đưa một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được. Các em hãy quan sát sự thay đổi màu sắc của giấy quỳ tím. Khi đưa mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được, mẫu giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ, chứng tỏ rằng sản phẩm tạo thành có chứa axit. Hiện tượng của thí nghiệm metan với khí clo đó là khi đưa ra ánh sáng, màu vàng nhạt của khí clo mất đi, giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Phương trình hóa học của phản ứng đó là khí metan tác dụng với khí clo có điều kiện ánh sáng sẽ thu được metin clorua và hydro clorua. Ở đây HCl là chất khí, chúng ta sẽ gọi là hydro clorua chứ không được gọi là acid clorhydrid. Quan sát phương trình hóa học giữa metan với khí clo, chúng ta nhận thấy nguyên tử hydro trong phân tử metan đã được thay thế bởi nguyên tử clo. Do vậy, phản ứng giữa metan với khí clo được gọi là phản ứng thế. Và phản ứng đặc trưng của liên kết đơn là phản ứng thế. Hydrocarbon có phản ứng cộng với dung dịch brom không? Chúng ta cùng tìm hiểu sang phần 3. Phản ứng cộng với dung dịch brom. Thầy giới thiệu với các em, ở đây có hai ống nghiệm đựng dung dịch brom có màu da cam. Chúng ta sẽ tiến hành dẫn khí ethylene hoặc khí acetylene vào một trong hai ống nghiệm. Ống nghiệm còn lại quan sát đối chứng. Dẫn từ khí ethylene hoặc khí acetylene vào ống nghiệm đựng dung dịch brom. Các em hãy nêu hiện tượng quan sát được. Hiện tượng quan sát được đó là dung dịch brom bị nhạt màu da cam, chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra giữa khí ethylene hoặc khí acetylene với dung dịch brom. Do vậy, chúng ta có thể dùng dung dịch brom để phân biệt khí ethylene hoặc khí acetylene với khí metan. Và lưu ý với các em, nếu chúng ta sử dụng lượng khí ethylene hoặc khí acetylene nhiều thì dung dịch brom sẽ bị mất màu. Phản ứng giữa khí ethylene, khí acetylene với dung dịch brom xảy ra như thế nào? Thầy và các em cùng tìm hiểu. Các em đã biết, trong phân tử ethylene có một liên kết đôi. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong phản ứng hóa học. Do vậy, khi tác dụng với dung dịch brom, liên kết kém bền này sẽ bị đứt ra để liên kết với hai nguyên tử brom. Khi viết phương trình hóa học, các em cần chú ý đảm bảo đúng quá trị của các nguyên tố. Đó là carbon có quá trị 4, hydro có quá trị 1, brom có quá trị 1. Phương trình hóa học này chúng ta có thể viết gọn.
Khi giải bài tập tính toán hoặc các bài tập nhận biết, các em có thể viết phương trình dạng công thức phân tử. Đó là C2H4 tác dụng với Br2 tạo thành C2H4Br2. Và sản phẩm có tên gọi đó là dibrom etan. Phản ứng giữa khí ethylene với dung dịch brom được gọi là phản ứng cộng. Vậy, giữa khí acetylene với dung dịch brom xảy ra phản ứng như thế nào? Thầy và các em cùng tìm hiểu. Các em đã biết, trong phân tử khí acetylene có một liên kết 3. Trong liên kết 3 này, có hai liên kết kém bền dễ bị đứt ra lần lượt trong phản ứng hóa học. Do vậy, khi tác dụng với dung dịch brom, ban đầu một liên kết kém bền sẽ bị đứt ra để liên kết với hai nguyên tử brom. Và chúng ta nhận thấy trong sản phẩm vẫn còn liên kết kép bền, do vậy sản phẩm này sẽ tiếp tục tác dụng với dung dịch brom. Và liên kết kém bền nó sẽ bị đứt ra để liên kết với hai nguyên tử brom. Và phương trình hóa học tổng hợp. Khi giải bài tập tính toán hoặc các bài tập nhân biết, các em có thể viết dạng công thức phân tử, đó là CH2 tác dụng với hai phân tử Br2 tạo thành C2H2Br4. Và sản phẩm có tên gọi là tetrabromethan. Phản ứng giữa khí acetylene với dung dịch brom được gọi là phản ứng cộng. Như vậy, phản ứng đặc trưng của liên kết đôi, liên kết 3 là phản ứng cộng. Các em thân mến, ở điều kiện nhiệt độ áp suất và chất xúc tác thích hợp, liên kết kém bền trong phân tử ethylene sẽ bị đứt ra. Và các phân tử ethylene sẽ kết hợp với nhau tạo thành phân tử lớn. Phản ứng như vậy được gọi là phản ứng trùng hợp. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp khí ethylene đó là polyethylene, còn gọi là nhựa PE. Nhựa PE là chất rắn không tan trong nước và không độc, có rất là nhiều ứng dụng như làm túi nhựa ni lông, làm màng bọc thực phẩm, sử dụng để sản xuất chai nhựa và sản xuất ống dẫn nước. Như vậy, thầy và các em đã tìm hiểu tính chất hóa học của các hydrocarbon. Các em cần ghi nhớ, metan công thức phân tử là CH4 và phản ứng đặc trưng là phản ứng thế. Ethylene công thức phân tử là CH2 và phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp. Acetylene công thức phân tử là CH2 và phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng. Với các tính chất hóa học như vậy, các hydrocarbon có những ứng dụng gì? Thầy và các em cùng tìm hiểu. Đây là các ứng dụng của metan. Metan có các ứng dụng đó là dùng làm nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. Metan dùng làm nguyên liệu để điều chế bọc than, khí hydro và các chất khác. Đây là các ứng dụng của ethylene. Ethylene dùng để sản xuất rượu ethylit, sản xuất nhựa PE, PVC, sản xuất axit acetic, sản xuất gia dung môi dichloroethan. Ethylene dùng để kích thích quả mau chín. Và đây là hình ảnh các ứng dụng của acetylene. Acetylene có ứng dụng đó là dùng làm đèn xì để hàn cắt kim loại.
dùng để sản xuất tơ sợi tổng hợp, dùng làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo PVC, acetylene dùng tổng hợp các chất hữu cơ khác như aldehyde, axit, ester. Với các ứng dụng quan trọng như vậy, các hydrocarbon được điều chế như thế nào? Thầy và các em cùng tìm hiểu sang phần 5, điều chế. Trong phần điều chế này, thầy và các em sẽ tìm hiểu về cách điều chế khí acetylene. Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, acetylene được điều chế bằng cách cho canxi carbua, công thức hóa học là CaC2, thành phần chính của đất đèn, phản ứng với nước. Đây là thí nghiệm điều chế và thu khí acetylene trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy nước. Với phương trình hóa học xảy ra như sau: canxi carbua tác dụng với nước tạo thành khí acetylene và canxi hydroxit. Ngoài ra, acetylene còn được sản xuất bằng cách nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao. Chúng ta tìm hiểu về phần B, dầu mỏ và khí thiên nhiên. Nội dung đầu tiên tìm hiểu ở phần B này là dầu mỏ. Các em hãy quan sát hình ảnh sau và cho biết tính chất vật lý của dầu mỏ. Quan sát hình ảnh, ta nhận thấy được dầu mỏ có các tính chất vật lý đó là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Trong tự nhiên, dầu mỏ có ở đâu? Chúng ta tìm hiểu sang phần 2, trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ. Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lớn ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu. Đây là hình ảnh một mỏ dầu. Thông thường, một mỏ dầu cấu tạo gồm 3 lớp. Lớp trên cùng là lớp khí, được gọi là khí mỏ dầu. Lớp giữa là lớp dầu lỏng. Lớp dầu lỏng này là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hydrocarbon và những lượng nhỏ các hợp chất khác. Và phía dưới cùng đó là lớp nước mặn. Muốn khai thác dầu mỏ, người ta khoan những lỗ khoan xuống lớp dầu lỏng, còn gọi là giếng dầu. Đầu tiên, dầu sẽ tự phun lên. Sau đó, người ta sẽ bơm nước hoặc khí xuống để đẩy dầu lên. Sau khi khai thác dầu mỏ, ta thu được đó là dầu thô. Dầu thô sẽ được chế biến tạo thành các sản phẩm khác nhau. Vậy, các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ là gì? Thầy và các em cùng tìm hiểu sang phần 3, các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ. Để chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, người ta sử dụng tháp chân cất. Đây là hình ảnh một tháp chân cất. Đầu tiên, dầu thô sẽ được bơm vào tháp chân cất. Dưới tác dụng của nhiệt độ, dầu thô sẽ phân tách thành các chất khác nhau ở các mức nhiệt độ khác nhau. Và các sản phẩm thu được sau khi chân cất đó là khí đốt, xăng, dầu thấp hay còn gọi là dầu lửa, dầu diesel, dầu mazut và phần còn lại chính là nhựa đường. Chúng ta tìm hiểu sang phần 2, khí thiên nhiên. Khí thiên nhiên chứa thành phần chủ yếu là khí metan. Đây là hình ảnh về hàm lượng khí metan có trong khí thiên nhiên và có trong khí mỏ dầu. Trong khí thiên nhiên, hàm lượng khí metan chiếm khoảng 95% về thể tích. Còn trong khí mỏ dầu, hàm lượng khí metan chiếm khoảng 75% về thể tích.
Muốn khai thác khí thiên nhiên, người ta khoan xuống mỏ khí, khí sẽ tự phun lên do áp suất ở các mỏ khí lớn hơn áp suất của khí quyển. Khí thiên nhiên là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp. Em hãy tự tìm hiểu về dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam trong sách giáo khoa hóa chính và kết hợp với các kiến thức đã được học ở môn địa lý. Thầy và các em cùng tìm hiểu sang phần C, nguyên liệu. Các em hãy kể tên một số chất cháy được mà các em biết. Xung quanh chúng ta có rất là nhiều chất cháy được. Chúng ta có thể kể ra đó là dầu hỏa, đó là củi, cồn hay là khí ga, vân vân. Các chất này khi cháy có hiện tượng gì? Các em suy nghĩ xem, các chất này khi cháy có hiện tượng gì? Các chất này khi cháy đều tỏa nhiệt và phát sáng. Các chất như dầu hỏa, củi, cồn, khí ga được gọi là nhiên liệu. Vậy nhiên liệu là gì? Chúng ta tìm hiểu phần 1 La Mã. Khái niệm nhiên liệu. Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng. Trong thực tế cuộc sống có rất là nhiều nhiên liệu. Vậy chúng ta phân loại nhiên liệu như thế nào? Thầy và các em tìm hiểu sang phần 2, phân loại nhiên liệu. Thầy có các hình ảnh về các nhiên liệu sau. Các em hãy phân loại các nhiên liệu này thành các nhóm nhỏ cho phù hợp. Dựa vào trạng thái của các nhiên liệu, chúng ta dễ dàng phân loại được nhiên liệu thành 3 loại chính. Đó là nhiên liệu rắn như là than mỏ, gỗ, nhiên liệu lỏng như là các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và rượu, nhiên liệu khí như là khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cấp. Nhiên liệu là một nguồn tài nguyên hữu hạn, do vậy chúng ta sử dụng phải tiết kiệm. Vậy biện pháp sử dụng nhiên liệu có tiết kiệm và hiệu quả như thế nào? Thầy và các em cùng tìm hiểu sang phần 3. Biện pháp sử dụng nhiên liệu hiệu quả. Trong đời sống và sản xuất, chúng ta rất cần nhiên liệu. Vậy, chúng ta có những biện pháp nào để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả? Các em hãy suy nghĩ và trả lời. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả, chúng ta cần cung cấp đủ không khí hoặc khí oxy cho quá trình cháy. Chúng ta tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc khí oxy và điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết. Đây là 3 biện pháp sử dụng nhiên liệu có hiệu quả. Các anh thân mến, chúng ta đa số sống ở vùng nông thôn, đều có chăn nuôi. Do vậy, chúng ta có thể tận dụng sản phẩm từ chăn nuôi, ví dụ như là phân của các loài gia súc gia cầm, để tạo ra khí bioga, sử dụng đun nấu trong gia đình. Chúng ta vừa tiết kiệm được chi phí mua nhiên liệu để sử dụng và vừa hạn chế được ô nhiễm môi trường. Như vậy, thầy và các em đã tìm hiểu chủ đề hydrocarbon nhiên liệu với các nội dung đó là tìm hiểu về các hydrocarbon, methane, ethylene,
acetylen. Chúng ta đã tìm hiểu về dầu mỏ và khí thiên nhiên. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về nhiên liệu, đó là khái niệm nhiên liệu, phân loại nhiên liệu và các biện pháp sử dụng nhiên liệu hiệu quả. Để các em nắm vững hơn các kiến thức đã học, thầy và các em cùng giải một số bài tập. Bài tập 1 có nội dung: em hãy cho biết trong các chất sau. Chất nào có liên kết 3 trong phân tử? Chất nào làm nhạt màu dung dịch brom? Các em hãy quan sát công thức cấu tạo các chất đề cho và xác định. Qua quan sát công thức cấu tạo của các chất đề cho, chúng ta dễ dàng xác định được có hai chất có chứa liên kết 3 trong phân tử. Các em thân mến, các em đã biết chất làm nhạt màu dung dịch brom là những chất trong cấu tạo phân tử có chứa liên kết đôi hoặc liên kết 3. Dựa vào các chất đề cho, chúng ta xác định được có 3 chất. Chúng ta cùng tìm hiểu và giải bài tập 2. Bài tập 2 có nội dung: có hai bình đựng riêng biệt hai chất khí là khí metan và khí ethylene bị mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học, em hãy nhận biết hai chất khí trên, viết phương trình hóa học nếu có. Các em hãy dựa vào sự khác nhau về tính chất hóa học của khí metan và khí ethylene để tìm ra thuốc thử nhận biết hai chất khí này. Dựa vào kiến thức đã học, chúng ta sẽ xác định được thuốc thử dùng để nhận biết hai chất khí này, đó chính là dung dịch brom. Cách tiến hành giải bài tập 2 như sau. Chúng ta dẫn lần lượt hai khí trên qua bình đựng dung dịch brom có màu da cam. Khí làm dung dịch brom bị nhạt màu là khí ethylene. Chúng ta sẽ viết phương trình hóa học ra. Khí còn lại không phản ứng, không có hiện tượng gì, đó chính là khí metan. Như vậy, chúng ta đã phân biệt được hai chất khí. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu và giải bài tập 3. Bài tập 3 có nội dung: để đốt cháy 4,48 lít khí ethylene cần phải dùng. A. Đó là bao nhiêu lít khí oxy? B. Bao nhiêu lít không khí? Biết khí oxy chiếm 20% thể tích không khí. Và các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Các em hãy vận dụng các bước giải bài tập tính theo phương trình hóa học và phương trình phản ứng trái của khí ethylene để giải bài tập 3. Dựa vào thể tích khí ethylene đề cho, chúng ta sẽ quy đổi ra được số mol khí ethylene là 0,2 mol ở điều kiện tiêu chuẩn. Tiếp theo, chúng ta viết phương trình phản ứng trái của khí ethylene. Dựa vào mối liên hệ giữa khí ethylene và khí oxy, chúng ta tìm được số mol khí oxy là 0,6 mol. Từ đó, chúng ta tính được thể tích của khí oxy, đó là 13,44 lít. Và thể tích không khí là 67,2 lít. Các em học sinh thân mến, để học tốt chủ đề, các em cần xem lại các nội dung vừa học. Các em tiếp tục giải những bài tập còn lại trong chủ đề hydrocarbon nhiên liệu. Khi giải bài tập gặp các khó khăn, các em hãy liên hệ với giáo viên bộ môn để các thầy cô hỗ trợ các em. Và các em chuẩn bị bài cho chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề rượu axit ester. Bài học đến đây kết thúc. Thầy chúc các em luôn vui, khỏe và học tốt. Thân mến chào các em.